Xin chào quý vị các bạn. Sau mấy ngày mong mỏi thì đêm qua, mưa lớn đã xuất hiện ở tại thủ đô Hà Nội, khiến cho bầu không khí mát mẻ hẳn. Và không chỉ riêng Hà Nội mà hầu khắp Bắc Bộ đều có mưa, với lượng mưa phổ biến là từ 30 cho đến 70mm. Đặc biệt tại một số nơi như Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Giang, Hải Dương, Thái Nguyên còn có mưa to đến rất to, với lượng mưa là từ 70 cho đến 120mm. Mưa lớn đã gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến đời sống của người dân. Tại tỉnh Quảng Ninh, mưa lớn với lượng mưa 70mm đã gây ngập úng tại nhiều thôn xã của huyện Ba Chẽ, huyện Hoành Bồ và cả thành phố Hạ Long, nhiều nơi còn bị cô lập. Từ đêm nay đến ngày 17 tháng 8, miền Bắc tiếp tục sẽ có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, với tổng lượng mưa dự báo sẽ từ 150 đến 200mm, có nơi còn trên 250mm. Công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ vì thế sẽ gặp không ít khó khăn. Riêng ở tại thủ đô Hà Nội, dự báo sẽ có mưa dông mạnh diễn ra vào thời điểm đêm và sáng sớm. Do liên tục có mưa lớn nên nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức rất cao, đặc biệt tại các tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn và Lạng Sơn, cả khu vực Quảng Ninh. Vì vậy, người dân cần phải hết sức lưu ý và đề phòng. Trong khi đó, trên lưu vực sông Thao, sông Lô, dự báo từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8 sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu là từ 2 cho đến 3,5m, ở hạ lưu là từ 1 cho đến 2,5m. Biên độ lũ lên trên thượng lưu sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam là từ 2 cho đến 4m, ở hạ lưu là từ 1 đến 2m. Trên sông Thao tại Yên Bái, đỉnh lũ có khả năng sẽ đạt tới mức báo động 1, các sông khác sẽ ở mức dưới báo động 1. Dải mây gây mưa ở phía Bắc cũng sẽ mở rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ, vì thế sẽ gây mưa trong chiều và đêm nay cho khu vực này. Từ ngày mai, dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời sẽ nhiều mây hơn, cường độ nắng suy giảm nên nhiệt độ cũng hạ xuống. Nắng nóng dịu bớt và chỉ còn một vài nơi, đạt ngưỡng là 34-35 độ. Về chiều và tối thì mưa rào lại xuất hiện ở một vài nơi. Bầu không khí sẽ trở nên mát mẻ hơn với mức nhiệt độ là 26-27 độ. Còn với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, ngày mai trời cũng có nắng với nhiệt độ trưa chiều ở khoảng từ 31 cho đến 34 độ, có nơi còn xấp xỉ 35 độ. Thời tiết nhìn chung không gây cản trở cho các hoạt động giao thông cũng như du lịch của người dân và du khách. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày mai cũng sẽ tăng mưa hơn do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh lên. Một vài nơi có mưa sớm từ đầu giờ chiều. Về chiều tối thì diện mưa sẽ mở rộng khắp cả hai khu vực, có nơi mưa vừa mưa to và đi kèm với tố lốc và cả gió giật mạnh. Còn từ sáng đến trưa thì trời có nắng gián đoạn, nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ hơn so với những ngày vừa qua. Nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng chỉ từ 27 cho đến 30 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 31 cho đến 33 độ ở tại Nam Bộ. Cuối cùng là những thông tin thời tiết cho các vùng biển của nước ta. Thưa quý vị và bà con ngư dân khắp các vùng biển, từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm các đảo Phú Quốc, Thổ Chu, ra đến khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, trời nhiều mây, mưa rào và dông có xu hướng tăng lên. Cần cảnh giác với tầm nhìn giảm, kèm theo khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Trong khi đó, ở khu vực phía bắc của Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, do có hướng đông nam với cường độ là khoảng cấp 4, trời ít mưa, tầm nhìn thoáng nên không gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của kênh VTC14. Xin chào và hẹn gặp lại!